Mời cả nhà mình ăn mắm với Thư nha. Mắm kho miền Tây cả nhà ơi, bữa nay mình kho con cá chạch nè. Rau sống nè. Mời cả nhà ăn cơm cùng hai chị em Thư nha. Bữa Mời cả nay ăn mắm nhà. kho cả nhà em, mắm kho Ngon miền quá. Tây. Nè, Nghe em mùi kho mắm với cá chưa? chạch cả nhà. Với thịt ba chỉ. Đã. Đã, ngon. Món mắm này ăn hoài được hoài nha nè. Hôm trước á, kho hai chị em kho xong quay cả nhà. Không quên bật mí. Bị lỗi. Cá chạch này ăn mềm mực đấy nè. Dễ ăn ha. Không bỏ xương luôn á. Mà béo nữa. Có trứng nữa cả nhà ơi. Ngon quá. Ăn miếng nữa. Ăn miếng trái xổ số. Giờ mới nổi tiếng con gà xổ số luôn cả nhà. Cũng ăn hổ chung rồi cái cũng già mà cũng không già hung nha. Này chúng ăn ngủ à. Chơi chúng đặc biệt. Mình tháo đi chợ về cả nhà, tới tầng 1 mà thấy thang máy mà nó không bị bảo trì một cái rồi mặt mày tái mét cả nhà. Đi bộ lên nè à. Đội bộ lên tầng 9 mà xách hai tay nữa nè. Lên cái em muốn tắt thở luôn. Chúng tôi đặc biệt rồi. Vậy hả? Ngon hả? Ngon nhiều. Lên cái thằng bảo trì thân mắng chị sao bà không chờ anh tí nữa. Em sửa xong rồi lên. Dặn tím người. Đâu hả? Ngồi canh thử rồi lật ra ngồi canh thử luôn chứ sửa chừng nào ngồi nửa tiếng sao mới xong nữa nha. Ngồi chờ nửa tiếng nữa mới được lên. Nhìn ta thấy lỗi xa. Thôi để gọi thân bộ cho cái mông nó nở rồi. Nghe nói gọi cầu thang là mông nó sẽ nở. Cong. Tập thể dục hả? Nhưng mà đó không gọi là tập thể dục. Đi đó nó bị ép tim quá mày. Tại vì nó chưa có nắng. Kiểu sắc nặng như thế này. Ăn rau mà ai biểu tạo chọn tầng cao cho thoáng. Cái bảo trì thang máy một cái đi thôi rồi. Nhưng mà ở trên cao hết rồi. Ở dưới mâm ẩm. Chắc càng này xuất sắc. Mâm đầu ha. Chắc càng này non nha cả nhà. Mua có nhiêu rau cả nhà? 50.000. Rau ở nhà mắc. Mình đi chợ mua rau ngang ngửa với cá luôn. Đi chợ mua đồ á, dễ biết người ta nói khách giá lắm coi nhờ. Nhiều cá mua bó bông. Nói hết một bó bông 20.000 luôn. Hỏi bó bông này như cười ẩm ừ 70. Mua trả giá 50 mà còn thấy hố. Gặp em trả 30. Không nhưng mà cúc quả mi thì nó cũng mắc. Trả 30 có khi dính lắm. Bởi vì mà hỏi giá ai mà cứ để người ta nghiệm nghiệm là coi chừng. Y như là
Ta đang suy nghĩ nên nói giá nào. Mày bóng vậy nói chị là không nói giá quá rồi nghĩ em mua được. Không, lỡ trả 50 cái biết hố rồi tính đời xe đi với cả nhà bị nắm đuôi xe lại. Hố á, trả bằng 40 ngàn. Không mà cúc qua mi đẹp thiệt cũng nhiều. Đang vô mùa nữa nè. Đẹp mà mắc quá. Ở chỗ bãi đá ở trên sông Hồng á. Cần người gọi qua đi chụp ảnh nó đẹp á. Ừ. Bữa nào gánh lên đó làm bộ ảnh. Ở trên đó có cho mướn đồ luôn á. Áo dài hay là áo ba cái trang phục mà cổ trang á cũng có nữa nè. Mặc kiểu như Trung Quốc nha. Không, mặc kiểu mà như mà bắt thì áo áo tứ thân nó đẹp á. Dáng ốm ốm như mày mặc đẹp. Tranh thủ còn trẻ là chụp dài bộ ảnh luôn. Để già ngắm lại cả nhà. Không có thời gian đi chụp hết chứ. Để già không có ảnh đẹp ngắm. Ủa. Trúng số đầu không nha. Không trúng được đặc biệt của nhỏ. Cũng già nhưng già hơi ngon. Hơi cái cá này ngon thiệt đó nha. Hồi xưa chưa ăn thử nó cái mình thấy nó lạ lạ mình sợ không dám ăn cả nhà. Nãy giờ mua cho ba mẹ ăn. Từ giờ từ ngày mua được ăn cũng ngon ghê luôn. Em quê mình cũng có bán. Ngon khủng khiếp. Trong quê mình bán ngon uống luôn luôn á. Nhưng mà bán mắc hơn ngoài này. Không biết nữa, chưa ăn. Có hỏi rồi. Bữa hôm Tết không biết là phải Tết nó bị chặt chém không. Tết bán mắc đâu. Tết em hỏi 250 thôi nha. Cái này em mua kịch kim 130 hả? Có hơn 101 nữa đó nè. Nhưng mà con thì không có bự bằng con trong kia. Không nói nè. Bự qua bự lại chứ. Con trong kia nó bự chảng luôn à. À cái này chị nghĩ nướng cũng ngon. Cái này nướng ngậy. Nướng ngậy không? Nướng gừng không? Nó sắc. Nhưng mà cái con cá chạch này nó lạ cái là cái xương nó rất là cái mềm. Xương nó giòn cú à. Ăn nó ăn sụn nữa đó nè. Ăn cái này không? Nhưng mà được mớ mắm này nó ngon. Thơm mà đậm đà sao. Sắp ăn hết rồi cả nhà, còn một kho tiền nồi nữa là hết. 10 điểm cho cô bán mắm. Cái này mắc lắm, điện chị mình hỉ ra. Thôi nắng về hè mua luôn. Nắng mình ngỡ tới cơn thèm bất tử rồi nha. Mình phải nén cơn thèm lại. Em thèm ngang xuống có nhà em thèm em phải ăn cho bằng được. Em còn hơn mấy bà bầu. Mai chưa có bầu á. Nghĩa của chồng có bầu luôn. Trời ơi, sau này có bầu cái đòi ăn chắc chết quá. Ai chịu nổi. Nửa đi mà thèm phải ăn cho bằng được. Bình thường là vậy, cả nhà nửa đêm thèm cũng mốt đi ăn. Trước giờ mình thấy kho mắm mà kho với cà là ngon. Nó thấm.
hơi mắm phải có cà. Rồi cho anh có con bự đi cho. Em vừa ăn rồi, chị ăn đây. Nó có con bự, nãy tao mới ăn rồi, ăn con bự nó mới ngon cả nhà. Có mua con hồi ký nè. Rau này ăn rau gì thơm thơm là ngon. Ăn rau quế cũng ngon nữa cả nhà. Cái này được ăn cái dàn rau lan với rau nhấy trong nhà mình nó mới ngon. Đinh lăng ha. Ở nhà em nhiều rau lắm cả nhà. Ba em trồng nhiều lắm. Những thứ mà đất sáng múc đó cả nhà. Thảy lên đó, cắm rau nó tươi tốt đó, không có phân thuốc gì luôn. Nhà quanh năm ít có mua rau sống để ăn. Hành cũng trồng luôn đây nè. Cũng trồng luôn. Hành, ớt, gừng, có tỏi là chưa trồng. Phải trồng được, có thêm bao cũng trồng. Như tỏi ương được ta. Ở mình nghiên cứu à. Hồi trước mình ăn mắm thì ở trong quê có cái lá rau tằm mà mình dày lá để nấu canh chua cả nhà. Ăn ngon. Trời ơi, ăn cái lá rau đó nó ngon. Ai nói ăn mùi nó hăng thế à. Chứ em ăn em thấy nó thơm mà nó tốt lắm cả nhà. Ăn cái lá đó là chị ho cả nhà. Mình bị ho cái mình lấy cái lá đó đó, mình nhâm nhâm với muối cục á. Mà mình ăn chung với mắm này là ngon cực. Nhưng mà nấu canh chua mà có cái lá đó nha, nó cái nồi canh chua nó thơm kỳ lạ lắm nghe nha. Ví dụ như không có quế mình bỏ không, cái lá nó không có ngon. Thơm đặc sắc nha. Ba em không trồng tốt, không có cái tay trồng ở nhà à, còn không nuôi không được. Mình nói thôi, ngoại đừng có nuôi nữa. Ngoại nuôi là lỗ đó. Ngoại trồng thôi. Nuôi hai con gà trọi. Mở đá với nhau xong đó. Còn đi luôn. Nhớ được trước không? Con gà trống nó đạp con gà mái làm sao mà gà mái chết queo luôn cả nhà. Con gà mái nó dính vô cái thành của cái chuồng mà nó chết queo. Mà con gà mái to đụng luôn á. Gà trống bạo lực quá mà nó đạp trống á cả nhà, chứ không phải nó đá luôn. Ba em nè, mắm mà yêu cầu khoai với thịt ba chỉ là không thích nhất. Thịt ba chỉ phải nhiều mỡ nha. Gia đình em nha, chị em mà sum họp cái là mắm khoai. Mắm khoai, mắm chân. Ăn gà, cả nhà bắt gà lên kho mắm. Ta thường con cháu giờ gà nấu cháo rồi xá khoai rồi ha. Nhà em gà kho mắm ngon cả nhà. Ăn mắm nè mà nhiều người ăn nó vui. Đúng rồi, ăn rau cũng ngon. Còn mình lên mà hai đứa thì ăn nó cũng không có ngon mấy đâu cả nhà. Ăn cũng như nó không có bắt miệng, ăn đông á. Ngon. Xong về nhà hái bả rau vườn đó nha. Trời ngon. Đinh lăng, rau nhấy, rau loan. Rau lan ăn với mắm này cũng bắt lắm. Rau lan ngon lắm. Ngon. Ba em trồng rau cần này nhiều lắm. Rau cần hấp cá. Rau cần ba em hấp cá ăn thơm lắm cả nhà ơi. Hai
chị em Thư, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.